Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Chibu dằn mặt dàn chị đại, ngôi vương là của mỹ nhân Việt Nam. Mới đây, Chibu tung loạt ảnh cực xinh đẹp chứng minh nhan sắc đỉnh cao. Nữ nghệ sĩ sở hữu nét đẹp hài hòa, vóc dáng quyến rũ khiến cư dân mạng xuýt xoa. Đẹp xuất sắc, cưng xỉu, nhìn như búp bê. Cố lên dù biết khó thì biêu ở chung, nhưng chị đã thành công trong việc truyền bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam. Ngưỡng mộ nhan sắc của Chibu. Chibu đang cùng hàng loạt nghệ sĩ châu Á tham dự show truyền hình thực tế hot nhất nhì Cbiz, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 4. Trong tập đầu tiên, người đẹp Việt trở thành tâm điểm khi tỏa sáng trên sân khấu với nhan sắc ngọt ngào không thua kém bất kỳ mỹ nhân ngoại quốc nào. Sau màn xuất hiện ấn tượng, những thông tin về Chibu còn được cộng đồng mạng đất nước tỷ dân săn đón. Vào ngày 7 tháng 5, từ khóa Chibu mỹ nhân xinh đẹp rạng rỡ còn lên hot search bảng giải trí trên Weibo. Có thể thấy, sức hút của Chibu khiến cộng đồng mạng Việt Nam bất ngờ. Trung Quốc chuộng vẻ đẹp minh họa sương mai, nhưng Chibu không hề bị lép vế so với mỹ nhân hoa ngữ khác. Thậm chí vẻ đẹp ngọt ngào ngày càng hoàn hảo của cô được khán giả Trung yêu thích. Nếu khả năng vũ đạo và ca hát được cải thiện trong quá trình tham gia show, thì rất có thể Chibu sẽ làm nên chuyện tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa này. Vốn là một trong những hot girl xinh đẹp nổi lên từ cuộc thi Miss Teen, không ít người nhìn nhận Chibu trong vai trò là người mẫu sở hữu gương mặt ăn ảnh. Ngoài ra, cô cũng dấn thân sang lĩnh vực diễn xuất và được đánh giá là một diễn viên có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, khi Chibu bắt đầu sự nghiệp comic, cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều cũng như nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Kể từ khi quyết định lấn sân sang làm ca sĩ, Chibu đã nhận lại không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người đánh giá Chibu không sở hữu giọng hát hay, thiếu kỹ thuật, vì vậy không nên làm ca sĩ. Mặc dù liên tục cho ra mắt những MV mới với tần suất đều đặn, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, thực lực của Chibu vẫn luôn khiến cho nhiều người phải đặt ra nghi vấn rằng liệu cô có đủ khả năng để trở thành một nữ ca sĩ thực thụ hay không. Vừa qua, ở tập mở màn Đạp Gió 2023, Chibu đã chọn về đội của Ella biểu diễn ca khúc Si Tình. Trên Instagram cá nhân, chị đại Ella đăng tải ảnh chụp cùng Chibu và không ngớt lời khen ngợi. Ella đánh giá rất cao Chibu. Chibu nói em ấy là fan của tôi, thật bất ngờ. Em ấy là cô gái xinh đẹp và có thực lực đến từ Việt Nam. Mọi người đã xem sân khấu mở màn của Chibu chưa? Màn biến hình của em ấy rất tuyệt, đẹp như đóa hồng đỏ. Tôi rất mong chờ việc hợp tác với Chibu và các đồng đội mới trong ca khúc tiếp theo. Đến lúc đó hãy nhảy cùng chúng tôi nhé. Bài đăng này của Ella khiến dân tình nức nở, tự hào về màn thể hiện của Chibu trên show quốc tế. Vì sở dĩ, Ella Trần Gia Hoa là ca sĩ diễn viên nổi tiếng bậc nhất tại Đài Loan. Chị đại từng là thành viên nhóm nhạc SHE, một trong hai nhóm nhạc nữ biểu tượng hoa ngữ. Với thâm niên hoạt động của mình, Ella làm giám khảo cho các show tuyển chọn thần tượng Trung Quốc như Idol Producer mùa 3, Queen of Monsters Singer China. Gia tài phim ảnh của Ella cũng vô cùng nổi bật với loạt phim thần tượng Đài Loan làm mưa làm gió châu Á những năm 2000 như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Chân Mệnh Thiên Nữ, Hoa Hồng Tình Yêu. Trên sân khấu đầu tiên biểu diễn cùng nhau, Ella có nhiều khoảnh khắc tương tác riêng cùng Chibu. Khí chất chị đại, Ella thể hiện rõ bản lĩnh idol gạo cội trong từng ánh mắt cử chỉ sân khấu. Trong một phân đoạn vũ đạo, Ella ghé sát vào Chibu khiến người xem ngay lập tức muốn đẩy thuyền. Trên các nền tảng có không ít bình luận cho rằng Ella rất ra dáng một soái tỷ có thể chở che cho Chibu. Vẻ đẹp nữ tính mong manh của giọng ca đóa hoa hồng khi đặt cạnh Ella kỳ thực khiến người ta muốn bảo vệ. Đáp lại sự yêu quý từ đàn chị, Chibu rất ngưỡng mộ và luôn tinh tế nhẹ nhàng khi tương tác cùng Ella. Trong một video được ghi lại ở hậu trường, khoảnh khắc cả hai chơi đùa cùng nhau gây sốt mạng xã hội. Chibu như cô em gái nhỏ biết làm nũng chị Ella. Biểu cảm Chibu tinh nghịch ngắm nhìn Ella khi cô chụp hình cùng một bạn trong ekip khiến fan không nhịn được cười. Ella cũng không nhịn được mà đánh yêu Chibu, đủ thấy sự thân thiết giữa hai nghệ sĩ hàng đầu.